Vào năm 1978, tại Vương quốc Anh, hai chàng trai trẻ đã sáng lập ra công ty Econ, đúng vậy, chính công ty nhỏ bé này là tiền thân của Am ngày nay, ngay từ thời kỳ Econ, họ đã thiết kế ra bộ tập lệnh đầu tiên, nền tảng cho các bộ vi xử lý hiện đại của Am, sau này được sử dụng rộng rãi trong nhiều thiết bị công nghệ và ứng dụng trên thị trường. Đến năm 1990, một nhóm gồm 12 kỹ sư thiết kế vi kiến trúc đã thành lập đội ngũ âm, bắt đầu hành trình thay đổi cục diện ngành điện toán từ một nhà kho cũ tại Cambridge, Anh Quốc. Ngày nay, chúng ta đều biết, nhờ sử dụng tập lệnh dạng rút gọn, các con chip dựa trên kiến trúc âm đã gần như thống trị toàn bộ thị trường thiết bị di động. Vậy tập lệnh là gì kiến trúc cpu là gì và tại sao một công ty không mấy nổi bật ngày đó lại có thể nắm bắt được cơ hội khi làn sóng smartphone bùng nổ hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề này bởi tất cả những câu hỏi trên đều xuất phát từ một câu hỏi cốt lõi nhất cpu hoạt động như thế nào bây giờ hãy tưởng tượng có một nhà máy khổng lồ nơi tất cả công nhân đều là khỉ Chúng không thông minh cho lắm, nhưng đã được huấn luyện để làm những công việc lặp đi lặp lại. Ví dụ, có con chuyên dán băng keo, có con biết cuộn ông giấy. Khi kết hợp tất cả những thao tác đơn giản đó lại, bạn có thể tạo ra một cổ tên lửa tí hon tuyệt đẹp. Vậy làm thế nào để tổ chức, điều phối các con khỉ này hiệu quả? Trước tiên, bạn cần chia nhỏ toàn bộ quy trình chế tạo tên lửa thành từng bước rõ ràng, đảm bảo rằng mỗi bước đều có ít nhất một con khỉ có thể thực hiện được. Sau đó, bạn viết từng bước đó lên các mảnh giấy. Mỗi mảnh giấy chứa một bước. Những bước này được gọi là chỉ lệnh vì lỗ khỉ không biết đọc tiếng việt nên bạn dùng một chuỗi hình vẽ táo và chuối để biểu thị nội dung chỉ lệnh mỗi chuỗi như vậy chính là một chỉ thị mà khỉ có thể hiểu tiếp theo bạn chuẩn bị một chiếc tủ thuốc bắc loại lớn mỗi ngăn kéo trong đó chứa một chỉ lệnh Mỗi ngăn đều được đánh số thứ tự rõ ràng. Bạn còn cần một chiếc tủ khác để chứa nguyên liệu thô. Sau đó, bạn phân chia lỗ khí thành từng nhóm. Mỗi nhóm chuyên đảm nhận một loại công việc lặp đi lặp lại. Chúng được đặt ở những vị trí khác nhau trong nhà máy. Khi tất cả đã sẵn sàng, bạn có thể để hệ thống này tự động vận hành việc chế tạo tên lửa. Đầu tiên, một con khỉ chuyên đi lấy chỉ lệnh sẽ dựa vào số thứ tự mà bạn đưa cho, tìm đến ngăn kéo tương ứng trong tủ chỉ lệnh và lấy ra một chỉ lệnh. Chỉ lệnh được đưa cho con khỉ thứ hai, con này có nhiệm vụ tách chỉ lệnh thành ba phần, rồi đặt từng phần lên các băng truyền khác nhau phần đầu tiên cho biết đây là loại công việc gì tức là cần con khỉ nào trong cái chuồng nào làm việc ví dụ nếu trên chỉ lệnh có vẽ ba của táo thì nó sẽ được gửi đến chuồng khỉ có biểu tượng ba của táo nơi chuyên phụ trách cuộn giấy thành ống giấy lấy từ đâu ra điều này sẽ được chỉ định trong phần thứ ba của chỉ lệnh phần này dùng để xác định vị trí lấy nguyên liệu trên phần đó vẽ hình một của chuối và hai của táo vì vậy con khỉ phụ trách lấy nguyên liệu sẽ đến ngăn kéo của chuối táo táo trong tủ nguyên liệu để lấy giấy mang đến con khỉ trong lồng được phân công làm nhiệm vụ sẽ cuộn giấy lại thành ống giấy, sau đó một con khỉ khác sẽ lấy ống giấy này ra và đặt vào đâu. Phần thứ hai của chỉ lệnh sẽ trả lời câu hỏi này, nó cho biết kết quả cần được đưa vào đâu. Lúc này, chỉ lệnh ghi là chuối chùi táo, vì vậy con khỉ sẽ đặt ống giấy và đúng ngăn kéo có đánh dấu chuối chùi táo. Vậy là bước đầu tiên trong quy trình chế tạo tên lửa nhỏ đã hoàn thành. Tiếp theo, chúng ta tăng số thứ tự của chỉ lệnh lên một, giao cho con khí chuyên đi lấy chỉ lệnh và nó sẽ tiếp tục đến ngăn kéo số 2 để lấy lệnh tiếp theo. Quá trình này lặp đi lặp lại cho đến khi chiếc tên lửa nhỏ được hoàn thiện. Cách CPU thực thi chương trình cũng hoạt động y hệt như vậy. Tủ chứa nguyên liệu và chỉ lệnh chính là các thanh nghi trong CPU. Chuối và táo là cách ví von cho không và một trong hệ nhị phân. Còn những con khí là đại diện cho các mạch logic vốn được thiết kế sẵn trên phần cứng để làm những công việc cố định. Ví dụ, có mạch logic chỉ làm được phép cộng, gọi là bộ cộng có mạch logic chỉ làm được phép trừ, gọi là bộ trừ, còn việc một mạch logic cấu thành từ hàng triệu bằng bán dẫn, làm sao thực hiện được phép cộng, thì đó không phải trọng tâm của video lần này, nên ta sẽ không đi sâu. Bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì hãy xem video trước mà mình đã làm, trong đó có giải thích nguyên lý hoạt động rất chi tiết. Máy tính không thể hiểu ngôn ngữ con người, vì vậy mọi chỉ lệnh đều phải được chuyển thành mã nhị phân, bao gồm toán các con số 0 và 1. Những chỉ lệnh nhị phân này sẽ được nạp vào các thanh ghi trong CPU. Thông thường, cứ môi 4 địa chỉ nhớ sẽ chứa một chỉ lệnh. Lúc này, một thành phần gọi là bộ đếm chương trình sẽ bắt đầu từ địa chỉ 0 và đóng vai trò như người dẫn đường cho CPU. Dựa vào giá trị của bộ đếm, CPU sẽ truy cập vào thanh ghi và lấy ra chỉ lệnh đầu tiên tại địa chỉ 0, tương tự như con khỉ đầu tiên trong nhà máy, được giao nhiệm vụ đi đến ngăn kéo đầu tiên và lấy ra mảnh giấy hướng dẫn công Công việc. chỉ lệnh được đọc ra cũng sẽ được chia thành nhiều phần nhỏ mỗi phần có nhiệm vụ cho biết cần thực hiện thao tác gì lấy dữ liệu từ đâu tức là từ địa chỉ nào trong thanh ghi sau khi tính toán xong sẽ lưu đáp án vào địa chỉ nào ví dụ nếu đây là một chỉ lệnh cộng hai số máy tính sẽ lấy dữ liệu từ hai địa chỉ trong thanh ghi gửi đến bộ cộng để tính toán sau đó ghi đáp án trở lại vào một địa chỉ khác trong thanh ghi đó chính là toàn bộ quá trình thực thi một chỉ lệnh Vậy tập lệnh là gì? Nói đơn giản, tập lệnh là tập hợp các chỉ dẫn mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được. Đây là ngôn ngữ cơ bản để phần mềm giao tiếp với phần cứng, là giao diện giữa phần mềm và vi xử lý. Dưới đây là một phần của một tập lệnh. Bạn có thể thấy, mỗi lệnh trong tập lệnh đều đại diện cho một chức năng cụ thể, ví dụ như cộng, trừ, dịch bit Giống như trong nhà máy của Khỉ, tổ hợp chuối và táo là ngôn ngữ duy nhất mà lũ khỉ hiểu, và mỗi tổ hợp ấy đều tương ứng với một nhiệm vụ rõ ràng. Tuy nhiên, cách thiết kế tập lệnh có thể khác nhau. Có một trường phái thiết kế cho rằng chỉ nên giữ lại những lệnh đơn giản nhất, còn mọi tác vụ phức tạp hơn thì được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều lệnh đơn giản lại với nhau. Ví dụ, hành động đứng dậy khỏi ghế, thoạt nghe có vẻ đơn giản, nhưng nếu phân tích kỹ, ta có thể chia thành các động tác cơ bản như: người nghiêng về phía trước, tay ấn vào tay vịn, cơ mông siết lại trần duỗi thẳng cách chia nhỏ một thao tác phức tạp thành nhiều bước đơn giản như vậy chính là tư duy thiết kế của kiến trúc tập lệnh dạng rút gọn hay còn gọi là dích trong khi đó có một hướng thiết kế khác lại nghĩ thế này nếu một số thao tác phức tạp được sử dụng rất thường xuyên thì tại sao phải chia nhỏ và thực hiện từng bước một tại sao không thiết kế riêng những mạch điện chuyên biệt để thực hiện luôn toàn bộ chỉ lệnh phức tạp đó trong một lần đó chính là triết lý của kiến trúc tập lệnh phức tạp xích Quay lại ví dụ đứng dậy khỏi ghế, nếu đây là hành động thường xuyên lặp lại, thì ta chỉ cần thiết kế một chỉ lệnh duy nhất, đứng dậy khỏi ghế, mỗi lần muốn đứng dậy, chỉ cần gọi lệnh này là xong, không cần chia nhỏ từng động tác. Tuy nhiên, mặc dù dễ sử dụng, sức lại đòi hỏi nhiều mạch logic phức tạp hơn để xử lý những chỉ lệnh đầy đủ ấy, điều này khiến kích thước chip tăng lên, mức tiêu thụ điện năng cũng cao hơn, nói cách khác nó giống như nhà máy của Khỉ, phải xây thêm nhiều trùng lớn và tuyển thêm nhiều khỉ để xử lý những công việc phức tạp hơn. Trong khi đó, dịch chọn cách tối giản, chỉ xây vài trùng đơn giản và để lũ khỉ thực hiện các thao tác nhỏ một cách hiệu quả. Kết quả là chip có kích thước nhỏ hơn, tiêu tốn ít năng lượng hơn và chính vì điều đó, khi bước vào kỷ nguyên di động với hàng loạt thiết bị yêu cầu nhỏ gọn, tiết kiệm pin thì dịch đặc biệt là kiến trúc ARM, nhanh chóng trở thành dòng chủ đạo trên thị trường. Đây là lý do vì sao các chip như MediaTek Dimensity lại được phát triển dựa trên kiến trúc CPU sử dụng tập lệnh RISC của ARM. Với thiết kế tinh gọn, tiết kiệm điện, hiệu quả, kiến trúc ARM đã dần trở nên phổ biến, không chỉ trong di động mà còn trong các lĩnh vực như nhúng, thiết bị IoT và điện toán biên. Vào năm 2007, kỷ nguyên của smartphone chính thức bắt đầu, kéo theo sự bùng nổ của kỷ nguyên Internet di động, do lớn đã nổi lên, và am thì chỉ cần dương bùa mà bay lên tận mây xanh, đây chính là thời đại thực sự thuộc về am. Đến đây, có lẽ bạn đã bắt đầu hiểu, truyền lệnh và CPU vốn dĩ không quá bí ẩn như vẻ ngoài phức tạp của chúng. Ngày xưa, một nhóm nhỏ kỹ sư cũng có thể xây dựng được một hệ thống như vậy, điều đó hoàn toàn hợp lý. Nhưng CPU ngày này đã khác xưa rất nhiều, sau hàng chục năm phát triển, CPU không còn đơn giản như thủa ban đầu. Hiện tại, trên toàn thế giới, số công ty thực sự đủ năng lực thiết kế CPU có thể đến trên đầu ngón tay, kiến trúc âm cũng đã không còn dễ chơi như nhiều người tưởng, vậy chuyện gì đã xảy ra? Hãy quay trở lại với nhà máy khỉ của bạn. Trong nhà máy khỉ này, có một vấn đề rất nan giải, có quá nhiều công đoạn, mỗi con khỉ lại là một việc khác nhau, con thì làm nhanh, con thì làm chậm, vậy làm sao để tất cả có thể phối hợp nhịp nhàng với nhau? Ví dụ, có lúc con khỉ chịu trách nhiệm lấy sản phẩm hoàn chỉnh đến lấy hàng, nhưng con khỉ lắp ráp vẫn chưa làm xong, kết quả là con lấy hàng tùy tiện lấy đại một món rồi đi luôn, và điều này gây ra lỗi sản phẩm, phải làm sao đây? Để mọi thứ vận hành đồng bộ, bạn đã huấn luyện một con khỉ chuyên thổi coi, bạn tính toán xem công đoạn chậm nhất cần bao lâu để hoàn thành, ví dụ mất 5 phút thì bạn bảo con khỉ thổi còi, cứ 5 phút lại thổi một lần. Sau đó, bạn yêu cầu tất cả các con khỉ chỉ được hành động khi nghe thấy tiếng còi, nghe còi xong thì mới bắt đầu lấy hướng dẫn từ ngăn kéo. Nhờ đó, mỗi bước trong quy trình sản xuất được tách biệt rõ ràng, tránh tình trạng chưa làm xong đã bị lấy mất. Những bạn nào hiểu một chút về máy tính, chắc sẽ nhận ra rằng cái còi đó chính là xung nghiệp hệ thống, system clock. Đây không phải là khái niệm gì quá mới, trong tất cả các chip số đều có mạch đồng hồ, thư sẽ liên tục phát ra tín hiệu không và một theo chu kỳ thời gian cố định, tín hiệu này dùng để đồng bộ hoạt động của toàn bộ mạch, tránh để dữ liệu và thao tác bị rối loạn, mạch tạo tín hiệu đó chính là hệ thống đồng hồ, system clock, và vì mọi phép tính và thao tác của chip đều bị chi phối bởi tín hiệu này, nên system clock cũng chính là yếu tố quyết định giới hạn tốc độ xử lý của chip. Ví dụ, nếu chu kỳ của hệ thống đồng hồ là 10 nanosecond, điều đó có nghĩa là trong một giây, nó có thể thực hiện được 100 triệu lần, một giây bằng 1 tỷ nanosecond, chia cho 10 nanosecond bằng 100 triệu, tức là tần số hoạt động của nó là 100 MHz, và đây chính là thứ mà ta gọi là tần số xử lý hay xung nhịp. Giờ thì bạn đã hiểu, muốn tăng tốc độ tính toán của máy tính, thì phải tăng tần số xung nhịp, nhưng tăng bằng cách nào? Ta biết rằng trong nhà máy khí, khoảng cách giữa hai lần thổi còi phụ thuộc vào công đoạn chậm nhất, không phải vì con khí thổi còi không thể thổi nhanh hơn, mà là nếu thổi nhanh hơn, thì một số công đoạn sẽ chưa kịp hoàn thành. Hơn nữa, vì mỗi lần thực hiện xong một lệnh mới thổi còi, nên trong phần lớn thời gian, nhiều con khí ngồi chơi không có việc gì làm. Ví dụ, khi con khí lấy lệnh đang hành động, thì các con khí khác phải đứng đợi, hiệu suất thấp một cách khó chịu. Sau khi suy nghĩ kỹ, bạn tìm thấy cảm hứng từ Henry Ford người khai sinh ra mô hình dây chuyển sản xuất hiện đại nếu ta chia nhỏ công việc và tổ chức thành dây chuyển sản xuất thì hiệu suất sẽ tăng vọt làm sao để thực hiện điều đó bạn đã chia quá trình thực hiện một chỉ lệnh thành bốn bước lấy lệnh giải mã, thực thi, ghi kết quả, sau đó, giữa mỗi bước liền kề, bạn chuẩn bị sẵn những cái tủ nhỏ, mỗi con khỉ sau khi làm xong phần việc của mình, sẽ bỏ kết quả vào trong tủ, để con khỉ ở bước tiếp theo lấy ra và tiếp tục xử lý. Tất cả khỉ trong dây chuyền đều làm việc theo tín hiệu còi, mỗi lần nghe còi thổi, chúng thực hiện một bước rồi chuyển sang vòng kế tiếp, và bởi vì bây giờ mỗi bước nhỏ đều có thể được bắt đầu sau một tiếng còi, nên khoảng cách giữa hai lần còi đã rút ngắn lại, kết quả là tần số hoạt động của chip được nâng cao rõ rệt khoan bạn vừa chia một chỉ lệnh ra thành nhiều bước nhỏ và thay vì sau một chỉ lệnh thì mới thổi còi bây giờ chỉ cần sau một bước là đã thổi còi rồi nhưng còi thổi nhiều hơn thì đã sao liệu các con khỉ có làm việc nhanh hơn không không hề chúng vẫn làm với tốc độ cũ vậy việc tăng sung nhịp đó có thật sự ý nghĩa câu hỏi rất hay nhưng bạn chưa thấy được bí mật thực sự của công nghệ papalan nếu mỗi khi thực hiện sau một chỉ lệnh mới thổi còi thì nghĩa là phải đợi chỉ lệnh đó hoàn thành hoàn toàn rồi mới bắt đầu chỉ lệnh kế tiếp kết quả là trong lúc lấy lệnh các khỉ làm giải mã, thực thi, ghi kết quả, đều rảnh rỗi ngồi chơi. nhưng nếu chia nhỏ như dây chuyển sản xuất, thì sẽ không còn con khỉ nào được phép lười biếng nữa. ví dụ, con khỉ lấy lệnh sau khi bỏ chỉ lệnh vào tủ, nghe còi xong là lập tức đi lấy lệnh tiếp theo. một khi dây chuyển đã hoạt động trơn tru, thì trên caporalan luôn, luôn có bốn chỉ lệnh đang được xử lý đồng thời. mỗi chỉ lệnh nằm ở một giai đoạn khác nhau. tính trung bình, mỗi chỉ lệnh giờ chỉ cần một phần bốn thời gian so với trước kia, hiệu suất công việc tăng vọt đó chính là công nghệ paperland trong CPU. Công nghệ dây chuyển lệnh giúp tăng hiệu năng của chip bằng cách chia nhỏ một chỉ lệnh thành nhiều giai đoạn. Tại mỗi giai đoạn, người ta thêm các thanh ghi để lưu trữ dữ liệu trung gian. Nhờ vậy, hiệu suất xử lý được nâng lên rõ rệt. Bạn cũng có thể thấy, về lý thuyết, nếu chia càng nhiều giai đoạn thì trong cùng một thời điểm, số lượng chỉ lệnh đang được xử lý song song càng lớn, hiệu năng của chip sẽ càng cao. Ví dụ, trong kiến trúc Ambi9, pipeline đã được chia thành hơn 10 cấp độ, nghĩa là một chỉ lệnh được chia nhỏ thành hơn 10 bước xử lý và đương nhiên, hiệu năng của chip cũng được đẩy lên tương ứng. Nhưng nếu chia pipeline nhiều bước như vậy để tăng hiệu năng, tại sao chỉ dừng ở hơn 10 cấp? Tại sao không chia thành 20 hay 30 cấp? Phải trang trình độ âm có hạn. Tất nhiên là không phải, vì Papalan không chỉ mang lại lợi ích, mà còn kéo theo rất nhiều rủi ro về dữ liệu và điều khiển hệ thống. Rủi ro về dữ liệu thì dễ hiểu, giả sử có hai chỉ lệnh chỉ lệnh thứ hai cần dùng kết quả tính toán của chỉ lệnh thứ nhất nhưng trong Babylon, nếu chỉ lệnh thứ hai lấy tham số trước khi chỉ lệnh thứ nhất kịp ghi kết quả về thì sẽ xảy ra lỗi trường hợp này gọi là rủi ro dữ liệu còn rủi ro điều khiển thì xuất phát từ các lệnh rẽ nhánh nhưng ai từng lập trình đều biết không phải tất cả chỉ lệnh đều thực hiện theo thứ tự tuyến tính đôi khi chương trình sẽ nhảy sang một đoạn khác nếu điều kiện thay đổi và đó là lúc những rắc rối khác bắt đầu giả sử bạn đang ăn việc có dọn bàn hay không sẽ phụ thuộc vào việc bạn đã no hay chưa nhưng trong Papolan, khi bắt đầu đọc chỉ lệnh tiếp theo điều kiện rẽ nhánh vẫn chưa được tính xong nên không biết có cần nhảy sang nhánh khác hay không điều này giống như bạn còn chưa biết ăn xong cái bánh bao này có no hay không mà đã vội dọn bàn lỡ như vẫn chưa no bạn phải ăn tiếp cái tiếp theo vậy thì việc dọn bàn vừa rồi hoàn toàn vô ích tệ hơn nữa những chỉ lệnh đã được thực hiện nửa chừng phía sau cũng phải hủy bỏ rủi ro như vậy được gọi là rủi ro điều khiển nếu không thể giải quyết rủi ro trong Paperlan, thì dù có thêm bao nhiêu Paperlan đi nữa, hiệu năng của CPU cũng không thể cải thiện. Thách thức thực sự trong thiết kế CPU không chỉ là nâng cao hiệu năng, mà còn là làm sao kiểm soát tốt những rủi ro này. Vậy anh đã làm gì để xử lý ổn thỏa các rủi ro khi sử dụng Paperlan hơn chục cấp độ để giải quyết rủi ro dữ liệu? Người ta phải thiết kế thêm các mạch logic phức tạp để phán đoán trước tình huống xảy ra. Nếu gặp trường hợp rủi ro, hệ thống sẽ dùng các thanh ghi Paperlan để lấy dữ liệu từ sớm và truyền cho lệnh kế tiếp bạn có thể tưởng tượng như việc cử một chú khỉ con chạy từ tủ đựng trong dây chuyền mang vật liệu giao cho khâu kế tiếp còn để xử lý rủi ro điều khiển cần có dự đoán rẽ nhánh dự đoán rẽ nhánh là một kỹ thuật cực kỳ phức tạp trong thiết kế cpu vì lý do thời lượng ở đây không trình bày sâu nếu bạn quan tâm có thể comment tôi muốn mình sẽ làm riêng một video về chuyên đề này Hiểu một cách đơn giản, dự đoán rẽ nhánh sẽ sử dụng thêm các thanh ghi đặc biệt để ghi lại lịch sử nhảy lệnh của toàn hệ thống. Từ lịch sử đó, CPU dự đoán xem lệnh sắp tới có rẽ nhánh hay không, tránh để lệnh bị hủy giữa chừng và Papalan phải làm lại từ đầu. Papalan thoạt nhìn giống như CPU đang chạy nhiều lệnh cùng lúc, nhưng thực chất, mỗi giai đoạn chỉ xử lý một lệnh duy nhất. Hãy xem ví dụ về Papalan năm cấp, trong năm chu kỳ xung đồng hồ, năm lệnh sẽ được hoàn tất, vì mỗi chu kỳ chỉ hoàn thành một lệnh chỉ số đo lường số lệnh thực thi trong mỗi chu kỳ đồng hồ, gọi là IPC, một trong những chỉ số quan trọng nhất đánh giá hiệu năng CPU. Dù Papa lần giúp rút, rút ngắn thời gian mỗi chu kỳ, nhưng không làm tăng số lệnh hoàn thành trong một chu kỳ, vì vậy IPC bé hơn hoặc bằng 1, vậy thì làm sao những cpu như âm lại có thể đạt được ipc cao hơn muốn vậy ta phải dùng đến những kỹ thuật song song thực sự như siêu vô hướng và thực thi không theo thứ tự trong các cpu hiện đại kiến trúc được chia thành hai phần phần lấy lạnh và giải mã được gọi là tiên tuyến phần thực thi và ghi kết của được gọi là hậu tuyến ở giữa hai phần này còn có một giai đoạn phát lệnh các kỹ thuật như siêu phân luồng và thực thi không theo thứ tự có thể hoạt động hiệu quả trên kiến trúc như vậy các lệnh ở phần tiền tuyến được thực thi theo thứ tự siêu phân luồng chính là việc tối ưu hóa kiến trúc giúp bộ xử lý có thể lấy nhiều lệnh cùng lúc trong một chu kỳ đồng hồ rồi thông qua mô đun phát lệnh đưa các lệnh đó xuống phần hậu tuyến ở giai đoạn thực thi của hậu tuyến tất cả các lệnh đều được thực thi không theo thứ tự lệnh nào không cần chờ đợi sẽ được ưu tiên thực hiện trước sau đó thông qua một mô đun sắp xếp lại thứ tự phục hồi thứ tự ban đầu của các lệnh rồi mới tiến hành ghi kết quả trong các dòng vi xử lý âm Cortex và Cortex A, siêu phân luồng và thực thi không theo thứ tự đã trở thành tiêu chuẩn mặc định. Họ kết hợp tất cả các công nghệ đã đề cập trước đó, thêm vào đó là bộ nhớ đệm, tính toán vector, tạo thành một cấu trúc cực kỳ phức tạp, đó chính là vi kiến trúc. Thứ bạn đang nhìn thấy chính là vi kiến trúc của bộ xử lý tiên tiến nhất của AM hiện nay, có tech chỉ N25 với những kiến thức nền tảng từ phần trước. Giờ đây bạn hoàn toàn có thể dễ dàng hiểu được phần lớn cấu trúc của nó. Đây là phần tiên tuyến, bao gồm giai đoạn lấy lệnh và giải mã. Ở bên trái còn có mô đun dự đoán nhánh, các lệnh sau đó sẽ được mô đun phát lệnh gửi song song xuống phần hậu tuyến. Đây là phần hậu tuyến, bao gồm các đơn vị thực thi khác nhau, hoạt động dưới cơ chế thực thi không theo thứ tự, cùng với nhiều lớp bộ nhớ đệm. Tất cả những thiết kế này đã giúp vi kiến trúc âm Cortex sở hữu chỉ số IPC rất cao. Hiện tại, Cortex X925 dựa trên kiến trúc âm V9 với hiệu năng tổng thể tăng 30%, IPC tăng 15%. Những cải tiến này mang đến trải nghiệm sử dụng mượt mà hơn rõ rệt cho các thiết bị di động sử dụng Cortex X925, ví dụ như ứng dụng AI phản hồi nhanh và chính xác hơn, chạy nhiều ứng dụng cùng lúc chuyển đổi linh hoạt, không bị trễ hay giật lắc. Tất nhiên, ngoài dòng X, âm còn có dòng Cotech A, Cotech M và GPU ở thảo lịt. Khi được kết hợp một cách tinh tế, chúng sẽ tạo nên nền tảng tính toán cực kỳ mạnh mẽ trong các smartphone hiện đại. Ví dụ như chiếc Vivo X20 ra mắt năm ngoái, sử dụng sắc Dimensity 9000 từ bao gồm một nhân Cotech X925, 3 nhân Cotech X4, 4 nhân Cotech A720 cùng GPU ARM ở thảo lịt G925 với 12 nhân. Tổ hợp này giúp Vivo X200 sở hữu sức mạnh tính toán vượt trội, dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu từ lướt web Nhắn tin, xem video đến AI, thậm chí chạy mượt các tựa game 3A mới nhất. Như đã nói ở phần trước, âm Cotech 925 chủ yếu phụ trách các tác vụ yêu cầu hiệu năng cao, trong khi có 4 và Cotech A720 đảm nhận những tác vụ nhẹ hơn, ít yêu cầu về hiệu năng hơn. Nhờ được tích hợp VPU ở Mo thảo lịch G925, Dimensity 9004 có hiệu suất đồ họa đỉnh cao tăng 41% so với thế hệ trước, tiêu thụ điện năng giảm 44%. Điều này cho phép điện thoại xử lý các ứng dụng AI ngay trên thiết bị, như dịch thuật màn hình theo thời gian thực, tóm tắt và chuyển lời nói thành văn bản, dịch cuộc gọi, không cần kết nối mạng hay gửi dữ liệu lên đám mây, từ đó bảo vệ quyền riêng tư của người dùng tốt hơn. Tất nhiên, trong kỷ nguyên AI, smartphone có thêm rất nhiều kịch bản ứng dụng mới. Vì thế, kiến trúc Ambi9 cũng được thiết kế với những đổi mới vượt trội. Như các bạn đã biết, dù là game, AI, hay phát video, đều chưa khối lượng lớn các phép tính vector. trong Amv9, Am đã tích hợp SVE2, tập lệnh vector mở rộng thế hệ 2, chuyên dùng cho các tác phủ vector, giúp năng lực xử lý vector được nâng lên đáng kể. SVE2 được thiết kế với những bộ lệnh chuyên biệt cho từng kịch bản, giúp đơn giản hóa đáng kể quá trình xử lý vector. Trước đây, một tác vụ có thể cần nhiều lệnh mới thực hiện xong, giờ chỉ cần một lệnh duy nhất, giảm điện năng tiêu thụ và tăng thời lượng pin, SVE2 cũng giúp tăng tốc cho nhiều tính năng quan trọng, giải mã video chất lượng cao SDA10, chu kỳ xử lý giảm 10%, công suất tiêu thụ giảm 10%, xử lý dữ liệu từ camera, chu kỳ xử lý giảm 26%. Nhờ đó, cuộc gọi video trở nên mượt mà hơn, hiệu ứng nhiếp ảnh cũng được cải thiện rõ rệt. Nhờ Papalan thị giác máy tính tăng tốc bằng SVE2, khả năng pin bền bỉ của dòng Vivo X200 không chỉ đến từ viên pin lớn, mà còn nhờ kiến trúc âm vi 9 đặc biệt là SVE2, đóng vai trò cực kỳ quan trọng có thể nói, chính vì nền tảng tính toán âm mạnh mẽ như vậy, mới giúp Vivo x 200 phát huy tối đa hiệu năng lẫn khả năng tiết kiệm năng lượng. Tất nhiên, không chỉ riêng Vivo, hiện nay 99% smartphone trên thế giới đều đang chạy trên nền tảng tính toán của Am. Qua phần giới thiệu trước, bạn hẳn đã hiểu rõ, Am chính là công ty đã thực sự biến tập lệnh đơn giản trở thành một nền tảng tính toán vừa tiết kiệm điện năng, vừa hiệu suất cao, đây chính là trái tim thật sự của chiếc điện thoại thông minh vì vậy từ nay khi chọn mua điện thoại đừng chỉ nhìn vào camera màn hình hay thông số bề nổi nữa điều quan trọng hơn cả là bên trong thiết bị đó có sử dụng nền tảng tính toán của am hay không đó mới là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn cuối cùng một mẹ nhỏ dành cho bạn làm sao để tra cứu thông tin am của một chiếc smartphone thông thường trong bảng cấu hình của điện thoại rất khó để tìm thấy từ am trang web chính thức của sản phẩm cũng ít khi đề cập trực tiếp nhưng sau khi xem xong video này bạn chắc chắn đã biết nếu thấy dòng chữ Cortex trong tên cpu thì đó chính là nền tảng tính toán của am hoặc nếu vẫn còn phân vân hãy hỏi ai đơn giản và chính xác video hôm nay đến đây là hết làm ra những nội dung như thế này thật sự không hề dễ dàng nên nếu thấy hữu ích hãy like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình nhé sự ủng hộ của bạn chính là nguồn nhiên liệu để mình đi tiếp trên hành trình chia sẻ trí chi thức nếu thấy nội dung xứng đáng bạn cũng có thể mời mình một ly cà phê qua mạng qr code trên màn hình mình rất trân trọng từng sự đóng góp hẹn gặp lại trong video tiếp theo nơi chúng ta tiếp tục khám phá những công nghệ định hình tương lai